Lớp học người mẫu. Ngày mai em đi cùng chị đến dự buổi trình diễn của cô Mai Nguyên nhé. Ồ, chị quen cả cô ấy à? Thế thì em phải sắm một bộ cánh thật oách để đi dự mới được. Cũng phải xứng tầm khi đi theo nhà thiết kế Minh Hà chứ. Em không cần quá cầu kỳ đâu. Nhắm mắt lại và nghĩ về cảnh mùa đông rồi mặc thứ gì mà em muốn là được rồi. Thời trang đích thực không có nhiệm vụ biến ta thành kẻ đẹp khác, mà nó giúp ta khơi lên được vẻ đẹp của chính mình em à. Chị ơi, chưa bao giờ em được xem bộ sưu tập nào long lanh như hôm nay. Thật không hổ danh Mai Nguyên chị nhỉ. Cô ấy nổi tiếng là khó tính trong các thiết kế. Lâu lắm rồi mới ra được một bộ sưu tập, nên lần này được quan tâm lắm em à. Chị ơi, em xin phép ra phía hậu trường xem một tí chị nhé. Chả mấy khi được đến show lớn. Em chụp ảnh tư liệu về học hỏi. Ừ, em đi đi. Cẩn thận đừng làm ảnh hưởng đến ekip nhé. Vâng ạ. Wow, lúc nãy nhìn xa đã mê rồi, giờ nhìn gần thấy công nhận xuất sắc miễn chê. Lông mịn mướt thế này chắc mắc tiền lắm đây. Đến bao giờ mình mới có một bộ sưu tập để đời như thế này nhỉ? Cô ơi, cô là người của công ty bà Nguyên ạ? À? Dạ không, cháu chỉ... Cô vui lòng tránh ra một lát để tôi dọn nhé. Dạ vâng. Bà Nguyên khắt khe lắm. Nếu dưới chân mà nơ canh có chút bụi thôi là chúng tôi bị phạt ngay. À! Cô ơi, cô có sao không? Chết rồi, mà nơ canh, mà nơ canh. Cô kỳ thật, mình đau chẳng lo, còn đi lo cho ma nơ canh. Cô ma nơ canh này mà xước xác á, thì chúng tôi nguy cô ạ, à, không đùa được đâu. Còn cái này, cô chẳng biết để đâu nhỉ? Cô yên chí, để cháu sắp xếp lại cho. Cháu cũng học thời trang, không sợ bị phát hiện đâu ạ. À. Hai người này, hai người làm cái gì với thiết kế của tôi thế hả? Dạ thưa cô, là do cháu vô tình làm đổ ma nơ canh, nên đang định sắp xếp lại ạ. À. Mong cô bớt giận. Cô là ai? Mấy người nghĩ mình là ai mà đụng vào thiết kế của tôi vậy hả? Bộ trang phục này đắt tiền lắm đó. Thật tức chết. Bảo vệ đâu rồi? Chỉ lơ là trên sân khấu một chút mà để người lạ vào cánh gà thế này à? May mà không có vấn đề gì. Nếu không mấy người biết lấy gì ra mà đền. Không phải ai cũng biết được giá trị của thời trang đâu. Chuyển hết ra xe về công ty nhé. Cẩn thận với người lạ đó. Cô ấy nặng lời quá. Mất hết cả hình ảnh. Trước cháu thần tượng cô ấy lắm. Bà ấy nói đúng mà. Người như bọn cô thì biết gì mà chạm vào các bộ cánh hàng chục triệu đó. Người như cô thì sao ạ? À? Cô ơi, nhìn lại cháu thấy cô cũng đẹp mà. Cô mà trang điểm vào rồi á, diện mấy bộ đó có khi còn đẹp hơn người mẫu ấy. Cháu vui tính ghê cơ đấy. Có ai thiết kế thời trang cho lao công bao giờ? Thời trang là để tôn vinh cái đẹp của con người. Ai cũng xứng đáng được đẹp mà cô. Đâu chỉ có người giàu. Cháu cứ như trên tivi ấy nhỉ. Thôi về đi, cô cũng phải đi làm tiếp rồi. Cảm ơn cháu đã nói đỡ cho cô lúc nãy. Tạm biệt cô nhé. Em nói đùa hay thật vậy? Em nói nghiêm túc đó. Chị cũng đang bí khâu người mẫu còn gì. Nhưng mà thiết kế thì hơi liều đó. Chị sợ là ai chả từng có thời thiếu nữ tươi đẹp. Cuộc sống xô đẩy nên họ phải làm các công việc khác nhau mà thôi. Em thấy cô ấy đẹp lắm. Vậy mai hai chị em mình đi tìm gặp cô ấy nhé. Phải cần thêm có mấy cô nữa mới đủ. Tuyệt vời, để xem ai đó còn có thể coi thường được không. Và xin mời bộ sưu tập Xuân của nhà thiết kế trẻ Minh Hà. Wow, trời ơi, nhìn kìa. Tượng quá bà Nguyên nhỉ. Và nhà thiết kế của chúng ta Minh Hà. Xin cảm ơn các anh chị đồng nghiệp, các quý khán giả mến mộ thời trang đã đến góp vui với Minh Hà trong ngày hôm nay. Quý vị có biết và người mẫu hôm nay của Minh Hà là những ai không ạ? Họ là những người lao công không quen không biết với Hà. Thật lạ đúng không ạ? Nhưng dễ hiểu thế này thôi. Có người nói với Hà rằng ai cũng xứng đáng được đẹp và thời trang sinh ra để khai thác nét đẹp ẩn sâu trong mỗi con người. Không chỉ những người phụ nữ có bàn triệu, những người ngồi xe hơi mới đáng được lộng lẫy trong những bộ cánh này. Điều mà Xuân của chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng thời trang là họ mặc và thấy đẹp, khi ấy thời trang ý nghĩa biết bao nhiêu. Với cái đẹp, chúng ta bình đẳng. Các cô cười tươi lên nhé. 1, 2, 3. Đẹp quá,
các cô làm cháu liêu xiêu cả buổi hôm nay rồi. Cô bé, cháu chào cô. Giỏi lắm, ý tưởng người mẫu của cháu phải không? Cháu có ý định trả công cho ta không? Cô nói sao ạ? Cháu không hiểu. Chẳng phải vì chuyện con Manakan hôm đó mà cháu quyết tâm phục thù sao? Dạ, cháu xin lỗi vì chuyện hôm đó và cảm ơn cô vì đã cho cháu ý tưởng ngày hôm nay. Không, hôm nay ta phải cảm ơn cháu mới đúng. Cả đời thiết kế thời trang, nhưng hôm nay ta đã có một cái nhìn rất mới về cái đẹp trong thời trang. Cảm ơn cháu. Một chuyến đi. Thằng khốn, dám bán đứng bạn bè. Đời thế đấy, bạn thân đấy, thằng khốn kiếp thì có. Hãy đợi đấy, 30 chưa phải là Tết. Dạo này tình hình kinh doanh sao rồi con? Dạ, đúng là thương trường như chiến trường ấy. Kẻ thân bên cạnh ta bỗng chốc cũng biến thành kẻ xấu, cướp hết mọi thứ của mình. Alo, cậu lên kế hoạch cho tôi về phía truyền thông. Phải tạo ra vài vụ lùm xùm về chất lượng máy móc để hạ thấp uy tín của phía làn sóng xanh mới có thể giành lại được hợp đồng. Yên tâm, có tiền sẽ giải quyết được hết, thế nhé. Cái thằng, nó đã khác ngày xưa lắm rồi ông à. Sao việc gì con cũng nói đến đồng tiền thế? Bố con nói phải đây, giải quyết vấn đề gì cũng phải hợp tình hợp lý, đặt cái tâm lên đầu con à. Kinh doanh bây giờ khác thời bố nhiều lắm mẹ ạ. Lúc nào cũng chỉ lừa lọc, ăn chặn của nhau, chả tin được vào ai được đâu ạ. Thôi, tạm gác chuyện kinh doanh lại vài hôm đã. Con chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Mai hai bố con về quê dỗ bà đấy. Ôi, mẹ không nói con quên khuấy mất. Thôi, con vào trong chuẩn bị đây ạ. Nhớ cái thời bằng tuổi con bây giờ, bố đầy niềm tin và hoài bão. Đợi tôi chút nhé. Ồ, thằng bé không nhìn được, tội nghiệp. Nhẹ dạ quá, thời buổi này ăn xin nhan nhản trên đường, thật giả lẫn lộn, bố cần gì phải làm thế? Nếu cứ giữ sự ngờ vực và thiếu niềm tin như thế, thì chúng ta sống ngày càng thờ ơ mất. Bố tin vào linh tính của mình, bố tin họ là những người khó khăn rất cần giúp đỡ thật. Bố thật là... Con biết không, nội của con khi xưa, bà nghèo khó lắm, ăn còn chưa đủ ăn, nhưng bà sẵn sàng san sẻ bát cơm cho người ăn xin khi họ tới nhà. Chưa nói đến chuyện tiền, con chỉ nghĩ cho kẻ lừa đảo thì một xu con cũng không muốn cho. Đằng này lại là cả một món tiền rất lớn. Sao con lại mất niềm tin đến mức này? Rồi bố sẽ phải ân hận cho mà xem, con tin chắc đó là một kẻ lừa đảo. Thế là đã hết 2 ngày nghỉ, lại sắp trở lại với bộn bề công việc rồi. Bố nhìn kìa, là người phụ nữ hôm trước bố cho tiền đó. Dừng xe lại. Đó, bố thấy chưa? Lại là một đứa trẻ khác, chứ không phải là cậu bé con khiếm thị lần trước ngồi đấy. Chắc chắn là bố bị lừa rồi bố ạ. Chị ta là một người lừa đảo, không thì cũng là một kẻ buôn người, không thì cũng là một kẻ chuyên bắt cóc trẻ con. Con nhất định phải gọi điện cho cảnh sát bắt kẻ lừa đảo này. Dừng lại đã con. Vậy thì hai bố con mình sẽ theo cô ta về tận nhà. Con sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Bố thấy chưa? Con biết bao trẻ khác bị giữ ở đây. Con đã nói rồi, thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Alo, đồn cảnh sát phải không ạ? Mẹ, sao mẹ về muộn thế? Mẹ có quà cho Út nè. Bác có biết kia là nhà ai không? Sao lại không? Cả làng tôi đều biết cô May ấy. Chuyện cô ấy dài lắm. Một lần đi làm về khuya, cô May thấy một đứa trẻ bỏ rơi.
thương hại nên cô mang về nuôi. Người chồng không đồng ý bắt cô mang trả lại đứa bé. Cô May không đành lòng, rồi họ ly hôn. Từ đó, cô ấy còn đón thêm nhiều trẻ em khuyết tật cơ nhỡ khác về nuôi nữa. Vì gánh nặng kinh tế lại bận chăm sóc các con nhỏ, nên cô không thể làm cố định ở đâu hết, phải ra ga tàu xin ăn. Cuộc sống vất vả của mấy mẹ con cô cứ thế trôi đi đã mấy năm trời. Cô ấy lại đang mang bệnh nan y trong người, chưa biết sống được đến bao giờ. Còn thấy không, cuộc sống này vẫn nhiều lắm những tấm lòng chân thật. Đừng có bao giờ ngừng tin tưởng con à. Vâng ạ. Câu chuyện về cô gái ga tàu tác động mạnh mẽ đến Hải, dần dần thay đổi bản tính hoài nghi, không có niềm tin vào cuộc sống trong anh. Một thời gian sau, anh bắt đầu tham gia vào những hoạt động xã hội và quay trở lại giúp đỡ mấy mẹ con người phụ nữ. Món quà của ông già Noel. Cha, cây thông lớn thật. Chị Tám ơi, liệu ông già Noel có tặng quà cho con không hả dì? Tất nhiên rồi, nếu con là một đứa bé ngoan, ông già Noel sẽ tới tặng quà cho con. Hôm nay con có cuộc họp chắc sẽ về muộn, dì cho cô Minh ăn rồi đi ngủ trước nhé. Hôm nay Giáng sinh, mẹ đã hứa về sớm với con rồi cơ mà. Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ có cuộc họp đột xuất, ba sẽ về sớm với con được không nào con trai? Hôm nay anh cũng phải đi tiếp một đối tác quan trọng, không thể về sớm được đâu. Ba mẹ chẳng ai chịu giữ lời hứa cả. Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể và sẽ đền cho con một món quà thật to, được không nào? Thôi, ba mẹ phải đi ngay bây giờ, không muộn rồi, con ở nhà với dì Tám ngoan nhé. Sếp ơi, sếp nhớ 10 phút nữa có buổi tiếp đoàn khách nước ngoài đấy ạ. Ừ, chị nhớ rồi. Nhiều việc quá, mà hôm nay là Giáng sinh, mình còn không có thời gian đi mua quà cho bé Minh nữa. Ừ, anh đi. Gì cơ? Đi mua quà cho con á? Không được đâu, anh đang bận bù đầu lên đi. Ừ, thôi được rồi, để anh mua. Cậu Toàn, vào tôi nhờ chút. Dạ, giám đốc gọi em ạ. Tôi có chút việc nhờ cậu, hôm nay là Giáng sinh, mà tôi thì chưa kịp mua quà cho con trai. Cậu giúp tôi ra ngoài mua quà cho thằng bé nhé. Dạ vâng, mua quà cho bé Minh phải không ạ? Không biết là bé thích quà gì anh nhỉ? Thằng bé thích đọc sách, cậu chọn sách thiếu nhi là được. Cậu mang đến cho thằng bé giúp tôi, vì tối nay tôi bận đi tiếp đối tác, sợ sẽ về muộn. Dạ vâng. Alo, cho hỏi đây có phải là dịch vụ chuyển phát quà ông già Noel không ạ? Vâng. Bạn giúp mình chọn một vài cuốn sách làm quà, rồi chuyển đến số 13 đường Bình Minh vào lúc 7 giờ tối nhé. Mình sẽ chuyển khoản thanh toán cho bạn. Thế là xong. Ai đó ạ? Cháu là Nhật Minh phải không? Ông già Noel, cháu vừa mới viết thư cho ông xong, vậy mà ông đã xuất hiện rồi, thật kỳ diệu. Tất nhiên là ta phải đến rồi, vì cháu là một đứa trẻ ngoan, mà trẻ ngoan thì bao giờ cũng được nhận quà. Cháu cảm ơn ông. Chúc cháu Giáng sinh vui vẻ nhé. Là ông già Noel tới tặng quà cho con phải không nào? Dạ vâng, là quà của ông già Noel tặng con đấy ạ. Để xem ông già Noel tặng con quà gì nào. Là sách gì ạ? Dì Tám ơi, triết học là gì ạ? Hay con đi ngủ đi Minh. Không, con phải chờ bố mẹ về cơ. Tiếng ô tô của bố mẹ. Bố mẹ về rồi. Chúc Giáng sinh vui vẻ con trai. Con chào bố mẹ. Thế nào, con trai đã nhận được quà chưa? Là quà gì thế? Dạ, con nhận được quà của ông già Noel đấy ạ. Nhưng mà nó là sách gì ấy, con không hiểu. Bố mẹ chờ con một lát nhé. Gì thế này? Triết học phương Tây, trở thành người cha tốt. Chúc anh Hoàng một Giáng sinh an lành. Thế này là thế nào? Cậu Toàn à, tôi bảo cậu mua quà cho con trai tôi, mà sao cậu lại mua sách triết học
với trở thành người cha tốt hả? Ờ, sao lại thế ạ? Ô thôi chết, em thuê dịch vụ ông già Noel, chắc họ trao quà nhầm người rồi. Thật là, phải gọi điện phản ánh ngay mới được. Bảo anh đi mua quà cho con, thì anh lại đi nhờ người khác. Ai lại cho đứa trẻ 6 tuổi đọc toàn sách của người lớn bao giờ? Thì ai biết được cửa hàng người ta lại chuyển nhầm quà cơ chứ? Cũng tại cái cậu Toàn cơ. Trước khi trách cứ cậu Toàn, trách cứ cửa hàng, thì các con cũng phải xem lại mình đi. Ừ, sao lại... Dì biết các con bận, nhưng mà các con không thể dành một chút thời gian để đi chọn cho con mình một món quà được hay sao? Các con làm ba mẹ, nhưng các con chưa đặt tấm lòng mình vào đó. Sao dì lại nói như vậy? Chúng con đi làm tối ngày, cũng chỉ muốn kiếm tiền để lo cho cô Minh, để cho thằng bé có được những gì tốt đẹp nhất. Như vậy sao có thể gọi là không có tấm lòng chứ? Chúng con cũng rất lo cho thằng bé mà. Con có biết ước muốn của cô Minh vào đêm Giáng sinh là gì không? Đây là thư của thằng bé gửi đến ông già Noel nè. Gửi ông già Noel, không biết Giáng sinh năm nay ông có tới thăm con không? Nếu ông muốn tặng cho con một món quà, thì năm nay con không muốn nhận quà gì cả. Con chỉ muốn có bố mẹ ở đây cùng con đón Giáng sinh. Giờ các con đã hiểu điều thằng bé cần là gì chưa? Thằng bé không cần món quà về vật chất, mà cần món quà về tinh thần. Đây là quà Giáng sinh con vẽ tặng ba mẹ. Chúc ba mẹ Giáng sinh vui vẻ. Ôi, cảm ơn ông già Noel bé nhỏ của ba mẹ. Cuối tuần này, cả nhà ta sẽ đi chơi vườn bách thú. Có ai phản đối không nào? Yeah, con đồng ý. Mẹ cũng đồng ý cả hai tay. Mèo mù vớ phải chuột nhắt. Tốc độ của anh chẳng cải thiện gì cả, lại còn nhát gan nữa chứ. Anh em nghe đây, con mèo mù rồi, giờ nhà bếp này là của chúng ta, chén thôi. Ôi không, cứ thế này thì chắc mình chết đói mất. Dậy đi mèo ù, anh nằm đây mà để lũ chuột phá tan nát khu bếp thế hả? Cút đi, tao không thèm chấp lũ chuột bẩn thỉu nhà ngươi. Anh có muốn hợp tác với tôi không? Tôi sẽ chỉ anh cách bắt chuột. Khi anh đuổi được lũ chuột, tôi sẽ có lại cuộc sống bình yên, để đôi bên cùng có lợi. Đùa ta hả? Sao ngươi lại muốn ta xử đồng bọn của ngươi? Anh không biết thôi, tôi thì thấp bé, chúng thì to béo, táo tợn. Chúng ăn đến không còn một thứ gì trong bếp. Tôi còn sợ chúng hơn cả anh nữa đấy. Được rồi, để xem ngươi làm được gì. Tôi biết anh sẽ không giết tôi đâu. Lũ chuột các ngươi vừa hôi hám, bẩn thỉu, lại còn suốt ngày trộm cắp. Đợi ta bắt chuột thành thục rồi, nhất định sẽ không để các ngươi lộng hành. Nếu là chuột, anh có cố gắng sạch sẽ, thơm tho khi mà những con chuột khác đều bẩn thỉu, hôi hám không? Mà dù chết đói, anh cũng không đi ăn trộm đâu nhỉ? Tốt quá Liều, ăn nhiều vào thì mới nhanh khỏe lại. Để ta vào lấy thêm đồ ăn. Từ nay ta sẽ chuẩn bị cho chúng mày một suất ăn lớn hơn. Tôi sẽ chia cho cậu phần đồ ăn của tôi. Từ nay cậu đừng có đi ăn trộm nữa. Ừ, thật, thật sao? Ăn đi. Giá như thế này mãi thì thích thật. Không phải quanh quẩn ở cốc rảnh hôi thối, cũng không phải rình rập trộm cướp đồ ăn, cứ sống vậy đi, có ai cấm cậu đâu. Chỉ là bố mẹ tôi, anh em họ hàng tôi, không ai sống như thế. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại kết bạn với một con mèo. Tôi sợ. Dù cậu là ai thì cũng hãy làm mọi điều cậu thích. Đừng để như tôi, khi trở thành một con mèo vô dụng mới nhận ra điều đó. Có mùi
mùi gì mà thơm thế nhỉ? Mình đã hứa với Leo rằng sẽ không trộm cắp nữa. Mình sẽ không làm cậu ấy thất vọng đâu. Có chuyện gì đấy chuột nhắt? Đáng đời con chuột, mày định ăn đồ của ông hả? Sao cậu vẫn chứng nào tật nấy thế? Tôi... không đâu, tin tôi đi. Tôi chỉ vô tình bị kẹt đuôi vào bẫy thôi. Cứu, cứu tôi với. Được rồi, đừng lo, tôi sẽ cứu cậu. Ta biết chú mày muốn gặm chết nó, nhưng con chuột bẩn thỉu này chỉ tổ làm chú mày mắc bệnh. Bình tĩnh nào mèo ngoan. Không, cứu tôi với. Cứu tôi với, Leo ơi. Đây rồi, đúng hướng này rồi. Xin lỗi nhé chuột nhắt. Leo, chú mày làm cái gì đây? Sổng mất con chuột rồi kia kìa. May quá. Được lắm Leo, ta chưa thấy con mèo mù nào bắt chuột giỏi như chú mày đây. Giờ thì cậu đừng nói mình là mèo mù vô dụng nữa nha anh bạn. Cậu tuyệt hơn những gì cậu nghĩ đấy. Một con mèo mù có thể bắt được chuột, và một con chuột lại có thể làm bạn với mèo. Trên đời này đúng là không gì không thể. Phong Lan tình yêu. Anh đã nhìn rõ chưa? Ơn trời, mắt anh đã lành lại. Anh lại được nhìn thấy gương mặt thân thương của em và các đồng đội. Bác sĩ và quân nhân tranh thủ tâm sự đi. Hai ngày nữa là trung đoàn phải di chuyển rồi. Nắng nóng ở đây làm em trông mệt mỏi quá. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Giá mà mọi thứ cứ bình yên thế này anh nhỉ? Ngày đó sẽ sớm tới thôi em. Anh Tính, nhìn kìa, kìa có phải là lan rừng không anh? À, đúng rồi, đây là lan Đai Châu đó em. Giữa rừng sâu núi thẳm, lại có một nhánh hoa dại đẹp quá. Mùi thơm của nó ngọt ngào quá. Mưa rừng to quá, nhanh lên em. Bác sĩ mà ốm thì lấy ai chăm sóc các bệnh nhân? Cô sốt cao quá, hãy uống thuốc để sớm khỏi bệnh. Sốt rét rừng rất nguy hiểm. Cứ mặc tôi sống đi làm gì nữa? Cả gia đình tôi chẳng còn ai sống sót. Dù thế nào cô cũng phải gắng sống để còn cứu chữa người bệnh, và còn chờ anh Tính trở về nữa. Anh Tính đi rồi sao? Giữa lúc tôi đang ốm nặng, tin dữ của gia đình tôi vừa truyền đến sao? Anh Tính lo lắng lắm. Anh ấy đã túc trực suốt lúc cô hôn mê, nhưng cả trung đoàn của anh ấy phải lên đường. À, anh ấy nhờ tôi đưa cô cái này. Trung sĩ Tính gửi cho cô đấy. Mai à, anh biết lúc em cần, anh lại không thể ở bên. Em hãy cố gắng vượt qua nhé. Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thắm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Hội chợ hoa xuân mời nghệ nhân tới tham dự. Anh Tính à, đã 20 năm nay, giò Đai Châu ngày nào chẳng chịu nở hoa, chỉ có lá xanh đơm trổ. Vậy mà xuân này, lan rừng lại nở ra thơm ngát, hoa đã tìm về, sao anh vẫn bặt tinh? Anh hãy cho phép em làm điều này, anh nhé. Ồ hồ, giò lan Đai Châu đẹp quá, còn thơm nữa. Lần đầu tiên tôi mới thấy loại lan rừng đẹp thế này.
Giò đai châu này giá bao nhiêu ạ? Giò hoa này gắn liền với kỷ niệm của tôi. Tôi không bán. Đây là lần đầu giò lan ra hoa lại sau 20 năm chỉ trổ lá đó cậu. Dạ, ra là vậy. Ba cháu cũng mê phong lan lắm. Ông có một vườn lan mà vẫn không thỏa. Vậy sao cậu không nói ba cậu mang lan tới hội hoa? Tôi không muốn giữ vẻ đẹp và sức sống này cho riêng mình, nên đã mang hoa tới đây để mọi người cùng thưởng thức. Cha cháu sẽ không tới đâu. Ông luôn buồn bã, hoài niệm về một nhánh lan rừng ngày còn ở chiến trường. Mấy bữa nay, vết thương ở mắt tái phát, nhưng ông nhất định không chịu phẫu thuật. Vậy sao? Vâng, cháu hy vọng tìm thấy đúng loài hoa ông thương nhớ. Mai ra sẽ khiến ông lạc quan mà thay đổi quyết định. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội hoa rồi. Hay là chút nữa cậu cứ cầm giò hoa này về cho cha mình. Chừng nào mọi chuyện ổn thỏa, hãy mang trả tôi. Được thế thì tốt quá. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Cô cho cháu xin địa chỉ. Chào cậu. Dạ chào cô. Cháu mang giò lan tới trả cô như đã hứa ạ. Đây là... Dạ, đây là ba Tính, ba nuôi của cháu đó ạ. Nhờ giò lan của cô, ba cháu đã đồng ý phẫu thuật mắt. Hôm nay, hai cha con cháu muốn tới cảm ơn cô. Anh Tính. Cô là giọng của Mai sao? Anh Tính, có phải vì những vết thương này mà anh trốn tránh em suốt 20 năm qua? Anh xin lỗi, anh sợ sẽ là gánh nặng cho em. Anh thật là... Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thấm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.